Xin chào cả nhà nha. Hôm nay nhóm làm cá tra nhúng giấm cả nhà. Cái này mình ốp trong cá tra thì có cái này để tiêu cái gì vậy sao? Đường, muối. Tiêu, muối, đường. Còn cá thì mình làm sạch rồi mình cũng thái ra luôn rồi. Ba cái bọc nậu cái gọn dính con cá chân rồi không nậu. Cá này bự quá ha, nhiều quá nè. Ừ, cá thịt trắng tươi luôn. Bóp đó, bữa đó con cá mình nhúng chào đó viên tràn kệ đi chăng ngại. Cá này có cái trà sông này ha. Ừ, có trứng. Ừ. Trời ơi, cái cha có trứng gì mà thả xuống hầm em ta? Biết cái nào đẻ mà nậu. Cái đó. Xem video nếu thấy hay, xin cả nhà hãy để lên một like, một đăng ký để nhóm Hảo Quý miền Tây của chúng mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Thấy để nguyên vậy luôn á Trung. Để nguyên vậy trời nào ăn ngắt để vô hả? Ừ. Cắt mẹ.
có đi bỏ hàng trên đường nhà tôi nữa không Trinh? Chạy ngang nãy, chạy ngang gặp nhà ngủ dẫu. Gặp tưới hả? Ừ. Bỏ hướng nơi đó cũng đắt đó ha. Gặp ngay, gặp ngay. Là bỏ cho các bà đó đó hả? Bà nhựa bán thì như mấy chùa, chùa đồ nấu gì. Nhưng bà có mối mạnh ha. Bà đi năm gái này không mạnh mà bà chẳng hàng trong chợ cũng đồ rồi. Ở chùa mấy cái ngày này ta nói mạnh lắm chị. Này tương hộp mình cà ra. Cái này có cái rây á. Có, tại cà này cũng mau. Ngon gì. Ồ cái này ha. Béo. Cái này tương sau khi mình cà xong rồi mình cắt ớt để vô cả nhà. Mình nêm thêm đường cho nó vừa ăn. Cái này cái nước giấm để mình để giấm vô chưa? Để miếng giấm vô rồi. Ừ. Cái này là mình để nước dừa tươi nè với giấm cả nhà. Mình nêm thêm miếng đường miếng muối cho vừa ăn. Còn này cháy nước chấm. Là 78 hả? 8, 78. Thì nó bán đâu có lá. Không, nó bán rồi muốn nó gì không nó không có lá. Đọt không à, để tao lấy cho. Gì tao mua cái món tàu á. Hôm nay nhóm mình làm cái trai nước giấm mà cả nhà. Nó giòn nó mới ngon hơn. Cũng mời cả nhà dùng chung với nhóm mình luôn nha. Dạ, cũng má ngồi lên rồi cũng mệt không mày ra đây đi. Ông đâu mất tiêu rồi? Kêu kêu Hiếu rồi. À quên nó phải hả? Chạy đi kêu Hiếu. Hiếu nó mới về. Mới về. Kêu. Kêu nó tới rồi. Hiếu ngay hả? Ờ. Ông này vẫn ổng đợi trên nhà luôn đó phải không? Nó tỉnh rồi. Tỉnh rồi hả? Nó nhậu vậy không hả? Hiểu quá hả? Nó kệ ngươi. Nhỏ con cháu kìa gà. Ông Trung kìa. Ông Trung không có bầy gà không Trung? Gà đá đó hả? Gà nuôi, gà nhỏ. Ông có bầy gà đó ông Trung hả? Hôm đó ông có nguyên bầy mười mấy con luôn mà. Mà gà ông là ký mấy rồi đó. Hôm đó nói với anh gà, anh nói gà bự quá đó. Để ba cái xương rồi sống vô cho nó ngọt. Quay quay cái cậu. Đóng cái gì vậy? Đóng cái chui rồi. Bữa chảnh ông về nào tôi cũng hay vậy. Dậy sao mà trời. Dậy luôn. Cái gì ngủ ngủ sống rồi. Uống vô ông nội ơi, uống vô uống nó ngon thiệt. Nó giống như cái nước cơm rượu gì đó.
Bạn ơi nằm xuống ngủ đã. Bữa đó thì kêu chú Hoàng đổ ba bia vô hai thằng uống nó uống cái chừng cái con lon một bia hai miếng chừng 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 chừng. Nó mạnh mạnh cho sâu đi rồi giảm. Này nó sâu nha. Không quay con kiếm. Bùa nó có nhiêu nó vừa nhiều. Ăn đi chung. Rồi cũng mời cả nhà dùng chung với nhóm mình luôn nha. Cô Hai, cô Hai ăn, cô Hai. Không, cô Hai không ăn. Ăn đi cô Hai, mới ăn ổi mì. Ăn nữa. Ăn ổi mì thôi. Cháu có trà này không ăn. Thôi. Cầm rau kìa đi. Có rau. Cái đó ăn với bún ngon. Dạ. Bố chua gì đâu. Chua không? Chua để nước giấm vô thêm. Chua đâu. Chua để nước giấm vô thêm. Dạ. Nó sợ chua nó không có để nước giấm vô nhiều quá chứ. Chua nhiều chua ít. Bố chua quay, thêm nước đi. Bố chua. Chua không? Cá gà, không chua. Chưa. Nước giấm không có được chua nên mình đổ thêm miếng giấm, đổ cái sẹo vậy. Chua dữ lắm trời. Nó hết luôn đi. Chua ăn nó ngon. Ăn nhúng giấm mà mình. Hết rồi. Không, ngồi đây chua lắm, ngồi ra chua lắm rồi. À, ra giật chết đó. Chết hai mũi không? Rồi nó lấy rồi qua cái đợt, qua đợt 14 cái bị té đập mặt xuống 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 nhà cái nó bị bể mặt nó ra không có chết. Tôi làm giấy rồi nó đầu đi. Hai cái đi. Mấy hai cái chung ơi. Hello, chị Tỷ. Chào anh Đức. Dạ, hai cái ghế. Cái ghế nữa. Rồi em, ngồi một bén nữa ha. Thôi đi. Ngồi ngồi cái chuyến nghe. Thôi, cho anh Đức ngồi đó đi. Để tao đây, để tại vì tao cứ đứng lên ngồi xuống hoài. Nó lớn rồi. Giống cái gì? Nhậu ơi, thì sao mà chuyến này cấm nhậu nhậu luôn rồi trời. Không dám ăn được không hả, uống nước dừa. Được, trời em cái gì cũng được, uống món này uống đồng quê mà. Yeah. Ai, bà Tài hả? Hả? Mày nói chuyện gì vậy? Nói em mới dưới. Vô cho chị đi ha. Nhớ đó là ở đây lần này nó hay chạy bánh xèo. Bánh xèo. Giờ cái bà bán bánh xèo giúp con sống. Nhưng mà mạnh đi đứt bánh xèo đâu. Còn bánh thui là giờ còn ở trên nhà nếu quên là không ăn là bỏ. Bánh gạo nè. Bánh gạo mà còn đủ đầy bô á. Có giờ đầy bô á. Bánh ăn mình đi ra này đủ đi căn nhà vào. Như là người lớn tuổi mất rồi. Còn con. Cứ ăn chạy nó. Không có gì. Bánh xèo bán bánh rẻ nhưng mà nhà
đối diện đối diện đề bộ à, ngay đề bộ à, đề bộ luôn, nhà đối diện đề bộ luôn, nhà đối diện hả? Đề bộ bên đây, nhà bảo bên đây nè, đối diện đề bộ là dạ, nhà nhà có bà tàu phẩm này. Bà mang điện, bà chết rồi chưa, bà đổ bánh xèo với toàn á. Đó bà chuyên môn đổ bánh xèo đó. Ốp vào. Đó bà bán cái. Bà má vui, bà tóc mày.